Vương gia ép vợ mình tận tay giết chết cha cô, sau đó tàn nhẫn giết chết mẹ cô, chứng kiến chính tay mình chém giết cả nhà, chỉ còn lại mình đứa em trai. Vương phi lúc này đau khổ tột cùng, nhưng vương gia độc ác vẫn chưa nguôi giận, sau đó tàn nhẫn đem thi thể của nhạc phụ nhạc mẫu treo trước cổng thành, đồng thời ép vương phi quỳ xuống đất, nhìn đủ một canh giờ đồng hồ mới cho phép rời đi. Sau đó ra lệnh cho thuộc hạ không cho phép cô ấy tự sát giữa chừng, bởi vì chết đơn giản như vậy, quả là quá dễ dàng với cô ta. Cô gái nghe xong trong lòng như chết lặng, cô thật không hiểu tại sao vương gia lại hành hạ mình như vậy. Hơn nữa không hề cho mình cơ hội để giải thích, cô không còn cách nào khác chỉ có thể ngước lên trời để kêu gào thảm thiết. Đợi sau khi vương phi vượt qua được giai đoạn khổ đau này, vương gia sau người cưỡng ép bắt cô uống thuốc phá thai. Vương gia tại sao lại hận người phụ nữ này như vậy? Bởi vì anh ta coi vương phi là hung thủ giết người hại chết em gái mình. Nhưng không biết rằng hung thủ thực sự lại chính là tiểu thiếp tâm can mà anh vô cùng sủng ái. Tiểu thiếp ác độc vì muốn trở thành chính phi của vương gia, đã không trừ thủ đoạn nào, đầu độc em gái của vương gia, sau đó mang toàn bộ tai họa này đổ lên đầu vương phi đáng thương. Vương gia có mắt như mù, chỉ tin vào những lời bịa đặt của nữ tâm cơ, sau đó không chỉ phế truất vị trí vương phi, mà còn tàn sát cả nhà cô hơn 108 mạng người. Chỉ như vậy, nữ tâm cơ thuận lợi trở thành chính phi hiện tại của vương gia. Nữ tâm cơ thái độ giả tạo mang thuốc đến cho vương phi, nhưng chính sau khi vương phi uống xong bát thuốc, nữ tâm cơ đột nhiên nói với cô, tỷ tỷ tốt, cái này là tôi dùng máu của cha mẹ tỷ để pha ra đấy, tỷ cũng đừng có phụ tấm chân tình của tôi. Bạch Niệm Tô, cô Bạch Niệm Tô, cô đúng quả là con tiện nhân rắn độc, cô không sợ gặp phải báo ứng sao? Chị ơi, em chỉ là muốn trị lành vết thương của chị thôi. Tô Yên, em đủ rồi đấy. Loại người giống như cô ta, hà tất phải lãng phí nước bọt chứ? Bát thuốc này đưa cho kẻ tội đồ như cô ta thì quả là lãng phí. Vương gia đá một chân, cả bát nước đổ lênh láng xuống sàn nhà. Nhìn thấy vậy, trong lòng vương phi đau đớn như dao cắt, ruột vỡ ra từng khúc. Giây phút này cô thực sự mất đi dũng khí tiếp tục sống tiếp. Khi cô cầu xin vương gia cho mình được giải thoát, vương gia lại nói rằng người đàn bà độc ác như cô hoàn toàn không xứng đáng được cầu xin, sau đó còn thề rằng sẽ khiến cho cô mỗi ngày đau khổ sống còn khổ hơn chết, đồng thời cảnh cáo nếu như cô cắn lưỡi tự vẫn thì sẽ khiến cho đứa em trai, người thân còn lại duy nhất của cô, sẽ đi cùng cô xuống hoàng tuyền. Sau đó còn dương dương tự đắc nói rằng bản thân sẽ đưa nữ tâm cơ lên làm chính phi, không muốn khiến cho vương phủ có mùi máu. Nếu như vương phi nói ra ba câu chúc phúc để bản thân mình vui vẻ thì sẽ miễn cho vương phi 3 ngày không bị hành hình. Vậy tôi sẽ chúc cho đôi cậu nam nữ các người chết không toàn thây, bị đày xuống địa ngục mãi mãi, chết dưới nghìn dao, không bao giờ được tái sinh. Người đâu, mang cô ta nhốt vào đại lao, canh giữ cho kỹ vào. Bổn vương trong ngày đại hôn muốn dắt cô ta theo suốt lộ trình. Đúng rồi, lúc mà ngươi muốn tự kết liễu đời mình thì hãy nghĩ tới em trai ngươi. Nói xong rồi thì dắt theo nữ tâm cơ về phủ. Rất nhanh sau đó tới ngày đại hôn của vương gia và nữ tâm cơ. Vương phi bị ép tới buổi lễ. Đại thần trong buổi lễ nghe nói sau khi vương phi hại chết em gái của vương gia không còn trượng nghĩa nữa, trực tiếp chửi mắng cô là loại đàn bà lòng dạ rắn độc. Hơn nữa vương gia còn sỉ nhục vương phi ngay trước mặt mọi người, còn muốn cô lên sân khấu biểu diễn, tới rót rượu cho các đại thần. Nhưng người đang đau buồn tuyệt vọng như vương phi thì nào đâu có tâm trạng. Vừa nghĩ sẽ từ chối thì liền bị vương gia uy hiếp. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể rơi lệ biểu diễn, thổi giai điệu độc thoại của riêng mình. Vương gia nghe xong thì chết lặng ngay tại chỗ, vì anh nhớ rõ ràng rằng người nam đó cứu mạng mình cũng từng thổi giai điệu này. Hóa ra 3 năm trước vương gia bị quân địch truy sát trọng thương, cô gái lên núi hái thuốc vừa hay bắt gặp cảnh này. Vừa nhìn, người phụ nữ nhận ra anh ta là chiến vương Trấn Bắc nổi tiếng. Vì muốn cứu mạng vương gia, cô gái sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình, đưa cốt bất tử truyền vào trong người vương gia. Hôm sau vương gia sống lại một cách thần kỳ, nhưng do vết thương quá nặng nên tạm thời trở thành người mù. Hơn nữa cô gái cũng bị tác dụng phụ, 3 tháng không thể nói chuyện, cho nên mỗi ngày chỉ có thổi sáo khúc độc tấu giúp thời gian trôi qua nhanh. Hai người trong khi ở cùng nhau cũng từ đó nảy sinh tình cảm với đối phương. Vương gia đưa miếng ngọc bội phòng thân cho cô gái làm tín vật định tình. Sau đó không lâu, những kẻ truy đuổi đã lần theo manh mối và đuổi tới. Hai người chia nhau ra chạy, trong lúc hoảng loạn cô gái bất cẩn làm rơi miếng ngọc bội xuống đất, vừa hay bị nữ tâm cơ nhặt được. Đợi khi vương gia hồi phục thị giác, phái người đi tìm, lại ngộ nhận miếng ngọc bội nữ tâm cơ mang trên người, trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Sau đó liền mang cô ta về phủ vương gia, cho nên sau khi nghe ca khúc quen thuộc, vương gia đột nhiên trong lòng hoài nghi. Chọn số lấy may, ăn ngay nhiều giải thưởng lớn.
Chưa bao giờ mua vé số Vietlott sổ số miền Bắc online lại dễ dàng đến thế. Chỉ vài thao tác đơn giản là bạn có thể lựa ngay cho mình những vé số may mắn. Keno dễ trúng, Power 6/55, Mega 6/45, lớn nhỏ, chẵn lẻ, Lotto 2 số, 3 số, Lotto 2 cặp số, 3 cặp số và nhiều hình thức khác theo chuẩn nhà nước. Tại sao cô lại biết được khúc 6 này? Người đã học ở đâu? Tại sao cô lại biết được khúc 6 này? Nói đi, hóa ra Hương Gia vẫn còn nhớ khúc 6 này. Ý gì chứ? Cô hãy nói rõ ràng ra cho ta. Trời ơi, Vương Gia, Niệm Tô, Truyền Thái Y, tối nay tiếp đãi không chu toàn, các vị tùy ý, vui vẻ là được. Này, Tiền Vương Phi sao nóng vội, đi đâu vậy? Có cần ta tiễn cô không? Giả vờ gì chứ? Còn nghĩ mình là Vương Phi sao? Cô nhìn lại cô xem, hiện tại có khác gì một kỹ nữ không? Như vậy đi, tối nay hầu hạ tiểu gia ta một đêm đi, ngày mai ta xin vương gia cho cô, dẫn cô ra ngoài. Đừng đưa đôi tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Giả vờ trinh tiết liệt nữ gì nữa chứ? Anh em giữ chặt cô ta lại. Ta không tin. Thả tôi ra. Vương gia, còn đau không? Vậy thì tốt. Vương gia chắc đang nghĩ khúc sáo mà tối nay tỷ tỷ đã thổi. Khúc sáo đó là do Thiếp Năm đó đã viết ra. Sau khi vào phủ, lúc nhàn rỗi đã từng thổi qua, chắc hẳn là do chị đã nghe được, nên chắc là lén học. Hóa ra là vậy. Thật không ngờ mưu kế của ta vẫn còn nhiều. Vương gia không hay rồi, mấy công tử trong đại điện đang quấy rối Tiền Vương Phi. Như vậy sao được chứ? Tỷ vốn dĩ khí chất cao ngạo, sao có thể chịu được ức hiếp như vậy chứ? Vương gia, ngài đi cứu tỷ ấy đi. Cứu cái gì chứ? Chỉ sợ cô ta là dở thói yêu tinh, ngươi đi trước đi. Tiệc hôn sự tối nay, nàng cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Vậy, Vương gia, tối nay ta vẫn còn công vụ cần xử lý. Ta ngủ trong thư phòng. Tô Yên. Á, Vương gia. Ô, Vương gia người quay lại rồi sao? Không tiếc cho huynh đệ chúng tôi chơi Vương Phi phía trước này chứ? Các người thực sự đã ra tay. Trên thân thể cô ta tàn tạ như vậy, các ngươi đúng thật không biết chọn. Vương gia chắc không phải vẫn còn chút tình cảm với Tiền Vương Phi chứ? Ta trước giờ chưa bao giờ có tình cảm với cô ta, thì làm gì có chút tình nào. Vậy, ở đây là phủ trấn Nam Vương, đây không phải Thanh Lâu. Các ngươi muốn vui vẻ thì cút ra ngoài vui vẻ. Vương gia, người cũng thật là cút. Chưa chết thì đứng lên, quần áo không chỉnh tề, muốn dụ dỗ ai chứ? Ngươi không muốn nhìn mặt bổn vương. Ngự cửu kế. Hoặc là ngươi bây giờ giết chết ta đi, hoặc là ngươi đi ngay đi. Bây giờ ta nhìn mặt ngươi, ta càng cảm thấy ghê tởm. Hôm nay ngươi thổi khúc tâm quân, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Ngươi nghĩ bổn vương ta không biết sao? Rốt cuộc ai ghê tởm hơn chứ? Đúng, là ta ghê tởm. Ngươi bây giờ có thể đi được chưa? Sao nào, mánh khóe ngươi dở ra hôm nay không phải là mục đích ngươi muốn đạt được sao? Xử lý cô ta sạch sẽ vào, mang về Đông Viện, ngự cửu kế. Ngươi muốn ta làm, ta đã làm rồi. Thả em trai ta ra đi, cô không có tư cách ra điều kiện với ta. Vương Yên, không tốt rồi, Vương Phi bệnh tình đột nhiên ác hóa rồi. Quá không được rồi. Niệm Tô. Thiên sư, bệnh của Vương Phi tại sao bỗng nhiên lại nặng như vậy? Hôm qua không phải vẫn khỏe mạnh sao?
Bẩm vương gia, đây là chất độc của Tô gia, thực sự quá ác độc và tàn nhẫn, đã dẫn tới tâm mạch của vị cô nương này. Cô ấy bây giờ nhiều nhất chỉ sống được 7 ngày thôi. Có cách nào điều trị không? Đây, cách thì vẫn có. Nhưng mà nói, bần đạo từ nhỏ tu hành, trong pháp công có một cách mượn mệnh. Mượn mệnh người sống để bán mệnh của vương phi. Với tình trạng hiện tại của vương phi, chỉ còn cách mượn mệnh mới có thể tiếp tục sống được. Không thể nào để người bất hạnh phải hy sinh mạng sống của mình được. Vậy thì mượn mệnh của Tô Yên đi, cô ta không vô tội. Sao có thể được chứ? Vốn dĩ là cô ta hại nàng, cô ta bán mạng cho nàng, vậy là thích đáng. Ý ta đã quyết, nàng cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này nàng cứ nghe ta. Tuy ta và ngươi là do thánh thượng ban hôn, nếu như ngươi cứ an phận sống như vậy thì ta cũng không nỡ đoạt đi mạng sống của ngươi. Tố Yên, tỉnh lại. Tố Yên, Tố Yên, nói cho ta biết, vết sẹo trên tay cô từ đâu mà có? Mấy năm trước bị bỏng trong phủ. Thật sao? Tôi nhớ rõ ràng là như vậy. Xem ra cô hồi phục tốt đó. Nếu như vậy, tôi dùng mạng của cô để cho Tô Miện được sống. Nguyện mạng sống sao? Tôi biết Tô gia cô có cổ bất tử, mỗi người sẽ có hai mạng. Niệm Tô là do cô hại, tôi dùng mệnh của cô để trị liệu cho Niệm Tô. Cô có thể không phục? Không có. Cái gì? Nhưng trước đó ngươi phải thả Diệp Nhi ra. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách. Nếu vật chủ chết, cổ bất tử sẽ tự động kích hoạt. Tới lúc đó e rằng không còn mạng để cho vương phi mượn nữa. Ngươi uy hiếp bổn vương ta. Đúng, bổn vương hứa với ngươi, cảm tạ bổn vương tác thành. Ngự cửu kế, cuối cùng ta cũng không phải thấy mặt ngươi nữa rồi. Ngươi nói vậy là sao? Tô Yên, ngươi có cổ bất tử, không cần phải giả vờ đáng thương trước mặt bổn vương. Cổ bất tử? Ngươi cười gì chứ? Ngự cửu kế, tôi sớm đã không còn cổ bất tử rồi. Cổ bất tử của cô đâu? Tô Yên, cô nói gì đi chứ? Cổ bất tử trên người cô đâu? Vương gia thử đoán xem. Tôi mang cổ bất tử cho ai rồi nào?